đâu. Đang mưa cái nó mang ra em để ra được. Trời hả, như quên nhà bắt phải về con đi lên đi, lên phòng 101 đi con này, con đi lên 101 đi, dọn phòng rồi dắt anh Trần lên 101 đi, lên đi lên chỗ bạn đó. Còn đi đón mấy đứa đi học về nữa chưa? Bảo đi đón mấy đứa đi học về. Ba đứa đi học chưa về nữa nè. Nói đi. Mở cửa ra. Mở tay mở. Đặt em nằm xuống, nằm ra ngoài này nè. Đặt em nằm đi. Đặt nằm xuống. Đặt nằm xuống em đèo quay phim. Không hết thời gian rồi. Kiệt ơi. Kiệt à. Mẹ xin lỗi nhá. Mẹ nhiều việc mẹ không lên chăm em được nhá. Kiệt nhá. Kiệt ơi. Kiệt à. Đẹp trai dữ ra. Kiệt đẹp trai dữ ra. Đi viện mấy hôm mà tóc dài này. Sáng mới gọi đầu. Vậy hả? Dạ. Cái hôm nay sức cái mặt nó bị chèm.